Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thay thế một chiếc đèn trên EQI C20 Pro hoặc các mẫu EQI tương tự. Đầu tiên các bạn là xem cái dây đèn ở đâu thì các bạn luồn và sờ để định vị cái dây nó sẽ chạy xuống dưới này. Khi mà định vị chạy đến đầu này rồi thì ta sẽ định vị được cái dây là nó chạy đến đây, thì chúng ta sẽ mở cái hệ thống điều khiển ra. Khi tháo hệ thống điều khiển này ra thì chúng ta sẽ sờ cái chiếc dây mà chính mình luồn từ lúc trước để tìm cái dây đèn. Chúng ta sẽ tìm được cái dây này. Thường thì cái dây của nó sẽ đánh dấu bằng hai màu này. Đầu dưới nối vào là màu xanh đen, đầu trên là đầu đỏ đen. Nhưng để kỹ hơn thì các bạn phải luồn dây trực tiếp để sờ đúng cái dây đấy thì là sẽ chắc chắn nhất. Các bạn sẽ rút ra. Sau đấy thì các bạn lấy cái dây đèn cũ này tháo ra, các bạn lắp một chiếc đèn mới vào, các bạn cắm lại đúng cái đầu dây như từ đầu thì sẽ là được. Đây các bạn nhớ là cái đầu này cắm vào cái hướng ở bên trên này thì mới vừa đấy, kêu tạch một cái là rất ok. Sau đó các bạn sau khi thay chiếc đèn mới vào chạy theo dây luồn như thế này được rồi thì các bạn lại cho hết cái hệ thống điều khiển vào, các bạn bắt vít lại như từ đầu, sau đó các bạn thử đèn. Thế là xong một bước thay đèn ở EQI C20 Pro. Xin cảm ơn các bạn.